Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Đây là kênh mình sẽ chia sẻ về kiến thức đầu tư tài chính, chứng khoán để giúp anh chị và các bạn có quá trình đầu tư hiệu quả hơn. Thế thì chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thấy gì từ báo cáo tài chính quý 3 của VND và SI. Thời điểm này là thời điểm các doanh nghiệp trên sàn công bố báo cáo tài chính quý 3. Khi mà phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp, ngoài việc chúng ta đánh giá được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong quý vừa qua thì chúng ta còn dự đoán được kết quả và tình hình kinh doanh trong quý tới của doanh nghiệp để có chiến lược đầu tư phù hợp với hai mã đầu ngành chứng khoán là SI và VND. Đầu tiên, mọi người sẽ nhìn vào lợi nhuận sau thuế của SI qua các quý. Thế thì biểu đồ lợi nhuận sau thuế của SI khá giống với cái vận động của VN Index. Ví dụ, trong quý 4 và quý 3 năm 2022, khi mà VN Index có sự sụt giảm mạnh thì lợi nhuận của SI cũng giảm theo. Và bắt đầu từ quý 4 năm 2022 đến quý 1 năm 2023, VN Index có sự khởi sắc, có sự tăng trưởng trong thanh khoản, đồng thời giao dịch thì sôi động hơn, thì chúng ta thấy đó là có sự cải thiện trong doanh thu và lợi nhuận của SI. Từ đó thì chúng ta kết luận được một điều, đó là doanh thu và lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp chứng khoán nói chung và SI nói riêng thì sẽ tỷ lệ thuận so với cái vận động của VN Index. Trong quý 3 năm 2023 thì cái doanh thu hoạt động của SI tăng trưởng 44%. Và những cái bảng hoạt động kinh doanh của SI là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luôn. Thế thì không chỉ SI nói riêng mà hầu hết tất cả các công ty chứng khoán trên sàn ấy thì cái hoạt động doanh thu ấy thì được cấu thành bởi những thành phần sau đây. Đầu tiên đó là cái hoạt động tài chính thông qua lãi lỗ FVTPL. Thì cho những anh chị nào chưa biết, FVTPL đó là tài sản tài chính bao gồm những cổ phiếu hay trái phiếu mà đã niêm yết trên sàn rồi hoặc là chưa niêm yết, cái cổ phiếu chưa niêm yết hay là trái phiếu chưa niêm yết, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ đầu tư cũng như là cái rủi ro của doanh nghiệp, xem là lựa chọn những cái khoản đầu tư, những thương vụ đầu tư nào có tỷ suất lợi nhuận cao thì doanh nghiệp sẽ lựa chọn, có thể là chưa niêm yết trên sàn hoặc là đã niêm yết rồi. Mảng thứ hai đó là các khoản từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM. Thế thì cho những anh chị chưa biết thì HTM này đó là các khoản tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi an toàn. Thì cái khoản này mình đánh giá sẽ là khoản khá là an toàn và mang lại lợi nhuận ổn định, được các công ty chứng khoán dùng để cầm cố cho những khoản vay ngắn hạn. Ví dụ như công ty cần những khoản vay ngắn hạn và khoản vay lưu động để hỗ trợ cho những khoản ký quỹ hay là khoản margin ấy, thì công ty sẽ cầm cố cái tài sản này. Và cái mảng thứ ba đó là lãi từ các khoản cho vay và phải thu. Thì mảng này là cái mảng mà hầu hết các công ty chứng khoán đều có và có sự tăng trưởng, đó là mảng cho vay margin. Cho vay margin đối với các nhà đầu tư cá nhân và các nhà đầu tư tổ chức trên sàn. Tiếp theo ấy, đó là lãi từ tài sản sẵn sàng để bán AFS. Thì tài sản sẵn sàng để bán này thì có thể bất kỳ những tài sản nào, từ cổ phiếu, trái phiếu hay là các khoản gửi ngân hàng. Và cái nghiệp vụ cuối cùng đóng góp trong cái tỷ lệ cao trong cơ cấu doanh thu của SI ấy, đó là doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 535 tỷ. Thế thì chúng ta sẽ xem qua là những cái hiệu quả hoạt động của những cái mảng này ra sao. Đầu tiên ấy, đó là hiệu quả hoạt động từ FVTPL thì tăng trưởng là 73%. Đây cũng là cái hoạt động mà đóng góp cái tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của SI. Trong quý vừa qua thì khi mà thị trường tài chính nói chung bắt đầu khởi sắc trở lại thì cái mảng hoạt động kinh doanh của SI cũng bắt đầu tăng trưởng theo. Cái mảng này thì đóng góp 40% trong cơ cấu doanh thu của SI và tăng trưởng 73%. Thế thì chúng ta sẽ xem là FVTPL này là những tài sản tài chính, cổ phiếu hay trái phiếu nào của doanh nghiệp. Đây là cái hoạt động FVTPL của SI này. Mọi người có thể thấy đó là giá trị của FVTPL đó là 29.600 tỷ. Trong đó thì chứng chỉ tiền gửi là 16.000 tỷ. Nó chiếm tỷ trọng hơn 15%. Tức là doanh nghiệp họ không chỉ đầu tư vào trái phiếu cổ phiếu mà còn đầu tư đến 50% vào chứng chỉ tiền gửi. Tiếp theo đó là trái phiếu chưa niêm yết thì chiếm là 10.500 tỷ. SI cũng là một trong những công ty chứng khoán mà có cái tỷ trọng đầu tư tương đối là cao đối với những cái trái phiếu chưa niêm yết. Thì những cái trái phiếu chưa niêm yết này của những doanh nghiệp nào thì công ty không thuyết minh trong phần báo cáo tài chính nên là mình cũng không đánh giá được. Công ty chỉ gọi là thuyết minh những cái cổ phiếu và các cái mã chứng khoán trên sàn, ví dụ như là cổ phiếu SGN này thì cũng chiếm tỷ trọng cao trong cái cơ cấu
về chứng khoán niêm yết, nhưng cái cổ phiếu SGN này lại là một trong những cổ phiếu mà thanh khoản tương đối thấp. Thế nên là cái lợi nhuận mang lại từ cái cổ phiếu này thì cũng không nhiều. Tiếp là đó là cổ phiếu STB này, STB thì từ 54.000 đến là 57.000 tỷ này, HPG từ 25 tỷ lên 26 tỷ. Thế thì những cái khoản đầu tư cho STB và HPG này của SI không có sự tăng trưởng đột biến, hay thậm chí là đầu tư cho HPG và MWG cũng vậy, tức là cái hoạt động tự doanh về cổ phiếu của SI đầu tư chủ yếu về những cổ phiếu blue chip và có tính an toàn cao. Thế nên mọi người thấy đó là không có sự đột biến trong mảng cổ phiếu của doanh nghiệp. Nên là khi mà thị trường khởi sắc ấy, mọi người sẽ thấy đó là SSI nó sẽ thường là nó sẽ nặng mông và nó sẽ không thể tăng mạnh được, bởi vì cái hoạt động tự doanh về cái mảng chứng khoán của công ty ấy thì nó không mang lại cái yếu tố đột biến, mà thường ấy là những cái doanh nghiệp mà tự doanh về cổ phiếu tốt ấy thì nó mới có thể là dẫn sóng mạnh, ví dụ như là cổ phiếu VX thời gian qua doanh nghiệp tự doanh tương đối tốt, thế nên là cái giá cổ phiếu mới có cái sự tăng trưởng tốt. Nên là SSI sẽ phù hợp cho những anh chị và các bạn nào thiên về đầu tư giá trị, về những cái doanh nghiệp đầu ngành và tập trung vào những cái mảng kinh doanh chủ lực, chứ không phải là thiên về tự doanh. Thì tự doanh thì nó sẽ không phù hợp cho những anh chị nào thích đánh công ty mà có tự doanh tốt. Đó là cái quan điểm của mình là như thế. Tiếp theo mọi người thấy cái mảng nghiệp vụ môi giới là cái mảng cũng phải nói là một trong cái mảng cốt lõi cũng như là cái truyền thống của các công ty chứng khoán, thì mảng này của SI cũng tăng trưởng khá tốt, là tăng trưởng 57,8%. Tuy nhiên thì lãi từ các khoản vay của SI ấy, lãi từ các khoản vay của SI chỉ là 6%, tức là công ty vẫn chưa có sự lạc quan về thị trường, thế nên là không đẩy mạnh mảng cho vay margin, nên là cái mảng này chỉ tăng khoảng tầm 6%, và mình đánh giá đây cũng là một trong những cái gọi là chưa đúng đắn của SI trong kỳ vừa qua. Bởi vì nếu so với những doanh nghiệp hay là các công ty chứng khoán khác thì mọi người có thể thấy là lãi từ các khoản cho vay và phải thu của doanh nghiệp, ví dụ như MBS này, thì tăng trưởng cao, tăng trưởng toàn trên 50% thôi. Nhưng mà SI lại không đẩy mạnh cái mảng cho vay mà chỉ tập trung vào FVT, PL mà thôi. Đó là lý do mà chúng ta thấy doanh thu của SI chỉ tăng trưởng khoảng tầm 44%. Đó là đối với SI. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua về hoạt động kinh doanh của VND. Hoạt động kinh doanh của VND thì cũng có cái mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn, chỉ là 22,5%, và cũng tập trung chủ yếu ở các mảng như là FVTPL này, HTM này, các khoản cho vay này, vay margin này, và nghiệp vụ môi giới. Thì so với SI ấy thì VND nó cũng tương tự SI ở mảng FVTPL, tức là hai doanh nghiệp này đều tập trung vào mảng tự doanh, trái phiếu và cổ phiếu chưa niêm yết hoặc đã niêm yết rồi. Thì cái mảng FVTPL này của SI ấy, của VND ấy, thì là tăng trưởng 44% và đóng góp hơn 50% trong cái doanh thu của SI. Từ đó thì mọi người thấy là SI và VND đều có một điểm chung, đó là tự doanh mạnh ở mảng trái phiếu và cổ phiếu, chứ không tập trung nhiều ở doanh thu môi giới. Doanh thu môi giới của VND thậm chí là còn giảm 20%, doanh thu môi giới giảm 20% và chỉ đóng góp tỷ trọng tương đối thấp trong cái doanh thu hoạt động của doanh nghiệp mà thôi. Còn lại là các khoản cho vay, từ khoản cho vay phải thu và các lãi từ hoạt động đầu tư HTM, thì lãi từ khoản cho vay, vay margin ấy của doanh nghiệp thì cũng giảm 5%. Điều này cho thấy là doanh nghiệp vẫn chưa thật sự là lạc quan về thị trường và không đẩy mạnh cái hoạt động cho vay margin. Mà khi mà thị trường khởi sắc ấy thì rất nhiều doanh nghiệp kiếm lãi lớn từ hoạt động cho vay margin, nhưng mà trong kỳ vừa qua thì VND và SI lại không tập trung vào khoản này, bởi vì là có thể là ban lãnh đạo hoặc là cơ cấu cổ đông của VND và SI vẫn nghĩ là thị trường chưa khởi sắc, nên là họ chủ yếu là họ đầu tư dài hạn vào các mảng, ví dụ như là cổ phiếu này, hay là đầu tư tài chính trái phiếu của những doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc là đã niêm yết rồi. Và mặc dù là doanh thu chỉ tăng trưởng 22%, nhưng lợi nhuận sau thuế của SI vẫn tăng trưởng 583%. Điều này là do doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí hoạt động. Ở đây mọi người thấy này, đó là chi phí tư vấn giảm 31% này, chi phí hoạt động thì giảm 41%, từ 884 tỷ chỉ còn 517 tỷ. Và cuối cùng là chi phí quản lý là giảm 23%. Hầu hết các chi phí hoạt động, các chi phí quản lý
thì VND làm tương đối tốt, tức là khi mà thị trường khó khăn thì doanh nghiệp thu hẹp lại hoạt động và tiết giảm được nhiều chi phí ở các mảng khác nhau. Đó là lý do mà mọi người thấy là lợi nhuận sau thuế của VND thì tăng 583%. Mặc dù lợi nhuận sau thuế của VND tăng trưởng những 583%, nhưng mọi người thấy trong kỳ vừa qua thì VND, cái mức tăng của VND ấy, nó không gọi là quá ấn tượng. VND chỉ tăng cùng trend so với các cổ phiếu khác trong ngành thôi, chứ không có sự tăng trưởng vượt bậc. Nếu so với cổ phiếu FTS nhé, cổ phiếu FTS cũng có sự tăng trưởng, đó là tăng trưởng 400-500% trong lợi nhuận, nhưng mà FTS lại có mảng dự doanh tương đối tốt, thế nên ấy, đó là cổ phiếu nó có mức độ tăng thấp hơn. Hay là VEX này, VEX lợi nhuận sau thuế chỉ tăng trưởng 100% thôi, nhưng mà doanh nghiệp ấy lại tập trung nhiều vào mảng tự doanh, thế nên ấy là cái mức độ tăng giá của cổ phiếu khá là phiêu, tăng khoảng tầm 200%, trong khi thì VND, đây chúng ta sẽ xem VND này, VND chắc tăng trưởng được khoảng tầm là, mình sẽ đo từ nền giá của cổ phiếu, ví dụ từ cái mốc này lên đỉnh này thì chỉ tăng trưởng được 50%, nên là VND nó không có tính phiêu như các cái cổ phiếu khác. Vì bản chất của các cổ phiếu trên sàn chứng khoán thì những cổ phiếu nào có tự doanh tốt thì sẽ được dòng tiền ưu tiên. Đó là cái lý do vì sao mà mọi người thấy đó là có rất nhiều những cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhỏ thôi nhưng mà lại tăng trưởng rất mạnh, bởi vì nó có tự doanh tốt. Nên là những anh chị nào mà thích cái sự tăng trưởng mạnh và có cái lợi nhuận cao thì mọi người nên đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà tập trung mạnh vào hoạt động tự doanh, và nên soi cổ phiếu trong mảng tự doanh của những doanh nghiệp đó để đánh giá xem là liệu cái cổ phiếu đó còn cái tiềm năng tăng trưởng mạnh không. Nếu như cổ phiếu của doanh nghiệp nắm giữ có cái mức tăng trưởng tốt và ấn tượng thì chắc chắn là giá cổ phiếu cũng sẽ tăng trưởng theo. Nên là sau khi phân tích VND và SI thì mình đánh giá đó là hai cổ phiếu này thì sẽ phù hợp cho những anh chị nào thích đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn, mua khi mà doanh nghiệp chiết khấu sâu và nắm giữ thì sẽ an toàn, bởi vì là về cơ bản thì tài chính của những doanh nghiệp này tương đối là lành mạnh và những cái hoạt động kinh doanh thì cũng tập trung vào những mảng kinh doanh truyền thống chứ không quá tập trung vào những cái mảng rủi ro, ví dụ như là tự doanh các cái cổ phiếu có thanh khoản bé trên sàn để kiếm lợi nhuận cao. Nên là anh chị nào mà muốn mua VND và SI thì mọi người có thể là tham khảo khi mà cổ phiếu chiết khấu sâu thêm, ví dụ như cổ phiếu chiết khấu về cái vùng nền giá này quanh cái vùng từ 16 đến 18, quanh vùng từ 15 đến 16 này thì anh chị bắt đầu có thể gom dần cổ phiếu cho cái mục đích đầu tư chung và dài hạn của mình. Bởi vì thị trường chứng khoán của chúng ta sau khi điều chỉnh trước sau gì thì cổ phiếu điều chỉnh xong cổ phiếu cũng lên, thế nên là anh chị muốn an toàn và có thể nắm giữ lâu dài được thì nên chọn những cái doanh nghiệp đầu ngành như thế này thì đầu tư thì sẽ an toàn hơn. Đó là những cái chia sẻ của mình về báo cáo tài chính và hoạt động kinh doanh của VND và SSI. Nếu như anh chị và các bạn nào có thắc mắc hay là có câu hỏi gì thì có thể để lại comment ở dưới bình luận để mình có thể giải đáp nhé. Cuối cùng thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video đến thời điểm hiện tại. Nếu anh chị và các bạn cảm thấy video hay thì có thể ủng hộ mình một like và một subscribe kênh nhé.